Sao giờ này mẹ chưa chịu ngủ? Sáng mai lên xe về sớm rồi đó, ngủ xíu đi. Má già đâu có ngủ được bao nhiêu con. Có thức nấu cho em miếng cơm nóng, lát xách theo ăn. Chứ mấy bữa má thấy con ăn cơm bụi hoài, mình mệt sao muốn nổi con. Có cái bỏ bụng á là vui rồi. Má không biết chứ ngoài chợ trời ơi, má đồ ăn ngán lắm. Má bỏ cái áo mưa ngoài lòng xe, lúc này trời 20 đêm đó, cái áo lạnh ráp túi má mới giá xong, bỏ chút tiền vô đó để nửa đêm má lỡ có nó xăng rồi mày làm sao con. Rồi con biết rồi. Trời ơi con già rồi má ơi, con tự lo cho con được mà. Mày xăm ngủ hai đứa rồi nên cái đầu nó cứ nhớ nhớ quên quên, nên phải có người đi theo mà nhắc chừng. Rồi gì nữa, con sắp trễ rồi. Thôi mày cứ yên tâm mày đi làm đi, hôm nay hai đứa nhỏ ngủ với mẹ không yên. Đêm thức thâu đêm, mẹ mày chiếc áo cho con, áo nào sợn dài, lời ru theo tháng năm dài. Yên chân phong quay chuyện lại xin, thân thân xác xác.